Mặc dù giá nhiên liệu liên tục giảm trong mấy tháng qua, nhưng mới chỉ có 25 doanh nghiệp ở bến xe miền Đông kê khai giảm giá vé với mức giảm rất nhẹ. Đến Tết thì dự báo giá vé mùa cao điểm vẫn tăng cao. Ông Thượng Thanh Hải, phó giám đốc bến xe miền Đông cho biết, trong tổng số 217 doanh nghiệp đang hoạt động trong bến xe thì đến nay có 25 doanh nghiệp đã kê khai giảm giá vé. Tuy nhiên mức giảm chỉ ở mức nhỏ giọt từ 2 đến 3% tùy theo tuyến. Mức giảm này chỉ được nhà xe áp dụng cho vé đi những ngày thường, còn những ngày cao điểm giáp Tết khoảng từ ngày 20 tháng chạp trở đi, giá vé lại tăng từ 20 đến 60%. Cũng liên quan đến vấn đề bán vé xe Tết, theo thống kê của bến xe miền Đông Đến nay đã có 35 doanh nghiệp ở bến xe này mở bán vé xe Tết với lượng vé bán ra khoảng 34.000 vé. Từ ngày 10 tháng 1 tới, bến xe Miền Đông sẽ chính thức bán vé xe Tết cho hành khách. Bến xe sẽ phối hợp với công ty cổ phần Pasoto để bán vé xe qua mạng.